Chết, nhìn cô bạn kia kìa. Để em yên coi. Chết, nhìn kìa, có cô bạn xinh xắn kìa. Không hứng thú đâu. Christy, cậu đến rồi à. Kia là em trai của mình, tên là Jack. Wow, nữ thần đây rồi. Lấy anh nha. Này, Jack, tỉnh dậy đi. Xấu hổ ghê á trời. Đi thôi, Christy, đi tham quan nào. Ồ, xinh quá à. Ồ, chú gấu bông xinh ghê. Mình sẽ mua nó, cảm ơn. Thì ra là như vậy. Thật là mềm quá đi. Em cũng vậy. Đợi đã. Mình làm gì sai hết rồi. Mình sẽ lấy chiếc túi này. Nhưng mà toàn rác không à. Đúng rồi, mình sẽ dàn dựng một vụ giật túi. Anh gì ơi, anh giả bộ làm tên trộm nha. Là anh lấy cái túi của bạn gái em. Và em sẽ bắt anh lại và trở thành người hùng của em ấy. Và em sẽ yêu em. Được, tiền đâu? Anh cần mặt nạ không? Thôi, anh có sẵn rồi đây. Làm việc với anh vui ghê á. Túi của tôi. Này, trả lại đây. Gì cơ? Là bị giật túi thiệt á hả trời? Mình thấy tám ông trời ở trển. Cậu đang làm gì đó? Ngắm sao thôi à. Nhìn thử đi nè. Wow, mặt trăng đó hả? Xin lỗi Jack nha. Jack hả? Mình yêu cậu mãi không hết. Ô không, Christy có bạn trai. Phải chặn hắn lại mới được. Ngồi yên, cảnh sát đây. Điện thoại của mình. Anh muốn gì? Tôi là cảnh sát đây và mời anh rời khỏi chiếc ghế này. Thiệt có hả? Đồng nghiệp nè, cho xin tên nào. Ủa, nước đi sai rồi. Chào. Phòng tắm không có ai. Ôi trời ơi, gì vậy nè? Tấm màn gì kỳ vậy? Chú cuốn đáng yêu quá à. Ước gì mình cũng có ha. Christy của cậu đây nè. Chú chó trong mơ. Christy ơi. Nhìn nè, chú cuốn này đang được tìm nè. Và chủ đang ở đây. Điều thân yêu dấu. Vui quá. Cục cưng của chị. Có phần thưởng gì không? Cảm ơn các nàng nha. Ta-da. Chúc mừng sinh nhật Stacy. Yeah. Ước đi. Jack, chụp hình cho tụi chị nè. Chị? Được thôi. Thổi nến nào. Cho chị xem hình với. Sao có mỗi mình Christy vậy? Cậu ấy xinh quá mà. Thiệt hết trời. Christy ơi, có quà cho cậu nè. Cậu muốn iPhone 12 á hả? Có liền. Mạnh mẽ lên Jack. Phải làm thôi. Tới lúc rồi nè. Món quà này đối với Christy sẽ tuyệt lắm đây.
Cái gì? iPhone 13 ra mắt rồi hả? Không công bằng. Gì cơ? Ai đập heo của mình vậy? Jack! Đủ rồi nha. Đây là sự trả thù heo đất. Bao nhiêu? 2 đồng quá hả? Đồ túng thiếu. Một bữa sáng lành mạnh cho tình yêu. Buổi sáng vui vẻ nhà Christy. Mình thích bài này. Cái gì? Jack, phá bữa sáng của mình rồi nè. Hả? Sao mà có? Không tin ngủ cốc được luôn á. Stacy, chuyện hay á. Mà mình buồn ngủ quá. Cái gì? Được thôi. Christy, mình yêu. Christy, cậu ngủ rồi hả? Được thôi, mình để ở đây vậy. Mình ở ngoài đây bao lâu rồi ta? Christy à, nhìn kìa. Cậu có phần rám nắng trái tim kìa. Mặt trời mê cậu rồi. Cái gì? Đi lẹ vào chỗ mát đi. Wow, mũi tên. Hành trình tìm kiếm kho báu hả? Đến đâu nhỉ? Xem nào. Tình yêu ơi. Ủa? Tưởng là Christy chứ. Thư giãn nào. Cậu ấy làm gì thích hoa hòe đâu. Mình nghĩ là Christy thích người chín chắn. Jack, có gì sai hả? Stacy ơi, em bị dị ứng với chai xịt khử mùi của bà. Đừng để Christy thấy em nha. Được thôi, chị có ý này. Gì vậy? Oh, kính của mình đâu? Đi chỗ khác lẹ. Không thấy gì hết. Cờ bắp đẹp á. Ai vậy? Đây là bằng thể hình nè. Và đây là huy chương cử tạ đây. Jack, vẽ tấm chân dung cho mình với nha. Ngồi đi. Ngồi yên nha. Đừng có cử động nữa. Thôi nào Christy, đừng có cử động nữa mà. Còn có cách này đây. Hiểu rồi, sẽ cố gắng không động đậy. Này Jack, bắt cóc hay gì vậy? Đâu, em vẽ mà. Không sao đâu Stacy. Y xị cậu ấy luôn nè. Cậu đang chơi gì đó? Cho chơi với được không? Được chứ, nhấn vào đây. Không biết cậu cũng thích chơi game luôn. Christy, cậu phải đi rồi đó. Được thôi, cảm ơn vì mọi thứ nha Jack. Tình yêu của mình. Tạm biệt các cậu, bữa giờ vui lắm luôn á. Mình sẽ chẳng ngần yêu cậu đâu nha Christy à. Nhìn cô bạn kia kìa. Này, lại nữa rồi đó. Một kiểu tóc thời thượng. Chiếc áo vô mới giặt. Trông thật là trưởng thành. Mình sẽ dùng miếng tẩy này khi không có ai. Có gì phải sợ chứ. Bạn thích câu chuyện tình này không nào? Hãy để lại bình luận bên dưới và nói tụi mình biết nếu bạn cũng có thích ai nha. Và đừng quên nhấn thích video này.
theo dõi kênh của tụi mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới hài hước nào từ Trum Trum nha.